Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nhà Vui. Tiếp tục hành trình khám phá thành phố biển du lịch Sầm Sơn. Điểm đến tiếp theo của chúng ta bây giờ đó là Hòn Trông Mái, một địa điểm rất nổi tiếng mà không một du khách nào có thể bỏ qua khi ghé thăm Sầm Sơn. Tôi muốn dẫn các bạn lên từ đầu con đường dốc, bắt đầu từ con đường Nguyễn Du đi ra phía biển. Ta sẽ đi con dốc này và đi theo các cái triền núi để lên tục đỉnh núi Trường Lệ, nơi mà tọa lạc Hòn Trông Mái. Để đến được Hòn Trông Mái thì đây là con đường duy nhất chúng ta có lên được những con đường núi này, con đường xuyên qua cánh rừng được trồng rất nhiều bởi các cây thông, cây đàn, cây lao, cây keo. Giữa những ngày hè oi ả nóng nực vùng Bắc Trung Bộ được tận hưởng không khí trong lành và xanh tươi của rừng này thực sự là một phần thưởng vô cùng quý giá. Đây đúng là một cái lá phủ xanh mà thiên nhiên đã dành ưu đãi ban tặng cho thành phố biển Sầm Sơn, một vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Đang trong thời kỳ dịch Covid, do đó lượng khách đến khu du lịch Sầm Sơn không quá đông. Đây là một hình ảnh rất hiếm hoi để chúng ta có thể tận hưởng những không gian yên bình này. Nếu trong các cái thời kỳ mà bùng nổ về du lịch thì các cái tuyến đường này đa phần là khá đông đúc. Đây cũng như là một phần thưởng cho những người nào được dịp ghé thành phố biển trong thời điểm này. Ở khu vực rừng của cái đỉnh Trường Lệ chiếm khoảng 300 hecta là rừng trồng, rừng phòng hộ. Đỉnh Trường Lệ kéo dài từ phía đất liền nhô ra phía biển, tạo ra một cái cảnh sắc rất là kỳ dĩ cho khu vực bãi tắm của biển Sầm Sơn. Hòn Trông Mái thì đã được thành phố Sầm Sơn chọn làm biểu tượng cho logo của mình trong việc mời gọi các khách du lịch đến với địa phương. Đường lấp ló sau ánh nắng chiều, người ta cảm giác rất là lung linh và tuyệt vời. Đường dài thẳng tắp luôn. Thì chúng ta đã tiến đến gần với Hòn Trông Mái rồi. Hòn Trông Mái nằm bên phía tay phải của chúng ta đây. Chúng ta sẽ dừng xe tại đây để khám phá Hòn Trông Mái. Chúng ta đang đứng trước cái không gian của cái Hòn Trông Mái. Ban quản lý hiện tại đã xây một cái hệ bậc để lên trên cái khu này. Hòn Trông Mái là một trong những cái địa danh nổi tiếng và bậc nhất ở Sầm Sơn. Ở Việt Nam thì có hai cái Hòn Trông Mái rất nổi tiếng, đó là Hòn Trông Mái ở Vịnh Hạ Long, nằm ở trên mặt biển của Vịnh Hạ Long. Còn Hòn Trông Mái ở Sầm Sơn thì nằm trên đỉnh núi Trường Lệ. Ở đây là một quần thể các cái tảng đá mồ côi. Đẹp ở khu vực này trên cao. Các con đá mồ côi thì nằm rải rác khắp nơi khu vực này. Ở trước mặt chúng ta kia là Hòn Trông Mái. Hòn Trông Mái thì gồm có 3 cái phiến đá lớn, 2 phiến trên thì được trồng lên một phiến đá to ở phía dưới. Hòn bên tay trái này được gọi là hòn trống, còn cái phần hòn bên tay phải thì chúng ta đây được gọi là hòn mái. Chúng ta sẽ đi vòng quanh để cứ ngắm cái kiệt tác của thiên nhiên này. Ở
đá rất lớn nằm rải rác xung quanh ở trên cái khu vô cùng sinh thái với thảm thực vật phong phú, rất đẹp. Anh Mì ơi, đi theo bố không? Chúng ta đi lên phía trên núi này. Đây, chúng ta đã leo lên trên cái hòn Trung Mái rồi. Ở đây ta nhìn cận cảnh rất rõ. Cái hòn trống này có một điểm rất nhỏ. Mẹ ơi! Ở trên thế này thôi. Trong khi các bạn biết là Sầm Sơn là nổi tiếng đây là cái hòn trống này có một điểm tựa rất nhỏ thôi. Các bạn biết là Sầm Sơn là vùng giáp biển, nhất là trên khu vực cao của đỉnh Trường Lệ này, chịu rất nhiều các trận bão. Tuy nhiên cái hòn đá này, hòn trống này, nó vẫn chơi gan cùng tuế nguyệt bao năm mà không bị rơi. Đây rất là sự tuyệt vời của tự nhiên. Tôi thử lay cái tảng đá này xem. Một số người nói là lay nó rung linh, nhưng mà tôi lay nó không rung linh. Cái phần này ngày trước tôi có trèo lên rồi. Chốc nữa tôi trèo lên cho các bạn xem. Không đụng đậy. À, nó là leo lên từ hòn này phải. Rất khó để lên. Hòn này rất chắc chắn. Sau rất nhiều năm tồn tại cùng mẹ thiên nhiên, thì hòn Trung Mái có rất nhiều các cơn bão của vùng Sầm Sơn. Tuy nhiên nó vẫn yên vị tại vị trí này. Nóng thân. Còn đây là phần hòn mái. Rất đẹp. Thiên nhiên đưa cho ta những cái điều bất ngờ. Rất bất ngờ. Các đứng trên cao này chúng ta có thể quan sát tổng thể phiến đá phía dưới. Bên cạnh rừng thông rất là view. Giờ chúng ta sẽ đi xuống phía dưới để có thể quan sát từ xa hình dáng của hòn Trung Mái này. Tôi đã xuống cái chân của hòn Trung Mái rồi. Tôi sẽ lựa một cái vị trí đẹp nhất để các bạn có thể ngắm cái hòn Trung Mái này. Đây, đây là vị trí rất đẹp để ngắm hòn Trung Mái. Tương truyền người dân ở nơi đây nói về cái sự tích của hòn Trung Mái này. Đó là một người tên là Ngư Phủ, xưa sinh sống ở vùng này. Trong một cơn bão thì bắt gặp một con cò bị thương, chấp chới từ biển khơi bay vào. Ngư Phủ rất lấy làm thương cảm,
và đã quyết định mang chú cò nhỏ này về nhà để chăm sóc và trị thương cho con cò. Ngư phủ không biết rằng đấy chính là nàng tiên nữ đang bị hình phạt của triều đình biến thành con cò. Ngư phủ mang về chăm sóc chú cò đến khi sắp đến ngày được hết hạn hình phạt, cò biến thành tiên nữ. Tuy nhiên sau một thời gian, cảm cái ơn của chàng ngư phủ, tiên nữ nhất định không trở lại thiên đình nữa mà quyết định sẽ ở lại sống cùng với chàng ngư phủ này. Đây là cuộc nhân duyên trời định. Sau khi biết tiên nữ kháng lệnh của nhà trời, Ngọc Hoàng đã sai thiên sứ bắt nàng về. Tuy nhiên nàng đã hóa phép để biến chàng ngư phủ cùng với tiên biến thành hai con chim khổng lồ này, biểu tượng cho gắn kết keo sơn của tình yêu. Nếu như các bạn có tìm hiểu về một số cái nguồn tích của cái mảnh đất Thanh Hóa này thì sẽ thấy phát hiện ra là rất nhiều các cái thuyết nói về tiên, trong đấy có động Từ Thức thuộc Nga Sơn và đây là hòn chống mái ở trên đỉnh Trường Lệ, rất đẹp các bạn ạ. Hòn đá chống này đứng ở cái thế rất là treo leo, không hề hấn gì sau gần mấy năm tồn tại, một kiệt tác của thiên nhiên. Rất đẹp. Mọi người khi ghé du lịch Sầm Sơn thì nhất định nên ghé thăm hòn chống mái. Đây là biểu tượng mà thành phố Sầm Sơn chọn cho logo của thành phố. Hòn đá nằm rải rác ở khu vực này dưới các cái giọng phi lao. Cái giọng thông. Nó cho tỏa một cảm giác rất đặc biệt về nơi này. Phía sau hòn chống mái cũng còn rất nhiều các cái phiến đá này, đá nằm trên những các khoảng cây. Rất đẹp. Một không gian hoàn toàn tự nhiên. Đây phải gọi là bãi đá thì chính xác hơn. Quá đẹp. Cảnh sắc ánh nắng mặt trời xuyên qua các cái khe lá phản chiếu vào các phiến đá trong một không gian thực sự thiên nhiên, là một phần thưởng xứng đáng cho bất kỳ người nào có dịp ghé thăm Sầm Sơn. Bây giờ đang trong cái thời kỳ dịch Covid nên mặc dù là đang ở trung tuần tháng 6, tuy nhiên hầu như các cái khu du lịch ở này hoàn toàn vắng khách. Đây cũng là một phần thưởng cho những người có dịp được ghé nơi đây.
quá tuyệt vời. Đây là nằm trên đỉnh của Trường Lệ. Các bạn nhìn thấy cái rễ cây này, chen lẫn trong các cái phiến đá. Tới đây nhà vui xin kết thúc video clip tham quan Hoàng Trung Mã tại đây. Các bạn yêu thích nhớ đăng ký kênh để xem thêm các cái địa điểm khác về du lịch Sầm Sơn như đền Cô Tiên, đền Lục Cước hay là cái phần bãi đá ngầm ở bên biển Sầm Sơn hoặc là các cái địa danh khác của du lịch Thanh Hóa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.